Kiểu thi ca Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành chẳng nên cầu nơi pháp tánh của tỷ giới, chẳng nên cầu nơi pháp tánh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, chẳng nên lìa pháp tánh của tỷ giới mà cầu, chẳng nên lìa pháp tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra mà cầu. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh của tỷ giới, hoặc pháp tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, hoặc lìa pháp tánh của tỷ giới, hoặc lìa pháp tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm chuyên sanh ra, hoặc Đại Bồ Tát, hoặc Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc cầu tất cả các thứ ấy đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng gọi là vô tướng. Vì sao? Kiều thi ca, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng phải pháp tánh của tỷ giới, chẳng phải pháp tánh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải lìa pháp tánh của tỷ giới, chẳng phải lìa pháp tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì tất cả các thứ ấy đều không có tánh sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng phải pháp tánh của tỷ giới, chẳng phải pháp tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải lìa pháp tánh của tỷ giới, chẳng phải lìa pháp tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra. Vì vậy nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng nên cầu nơi pháp tánh của tỷ giới, chẳng nên cầu nơi pháp tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra. Chẳng nên lìa pháp tánh của tỷ giới mà cầu, chẳng nên lìa pháp tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra mà cầu. Kiểu thi ca, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng nên cầu nơi pháp tánh của thiệt giới, chẳng nên cầu nơi pháp tánh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra. Chẳng nên lìa pháp tánh của thiệt giới mà cầu, chẳng nên lìa pháp tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra mà cầu. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh của thiệt giới, hoặc pháp tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, hoặc lìa pháp tánh của thiệt giới, hoặc lìa pháp tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, hoặc Đại Bồ Tát, hoặc Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc cầu tất cả các thứ ấy đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng gọi là vô tướng. Vì sao? Kiểu thi ca, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng phải pháp tánh của thiệt giới, chẳng phải pháp tánh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra. Chẳng phải lìa pháp tánh của thiệt giới, chẳng phải lìa pháp tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì tất cả các thứ ấy đều không có tánh sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng phải pháp tánh của thiệt giới, chẳng phải pháp tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải lìa pháp tánh của thiệt giới, chẳng phải lìa pháp tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra. Vì vậy nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng nên cầu nơi pháp tánh của thiệt giới, chẳng nên cầu nơi pháp tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, chẳng nên lìa pháp tánh của thiệt giới mà cầu, chẳng nên lìa pháp tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra mà cầu. Kiểu thi ca, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng nên cầu nơi pháp tánh của thân giới, chẳng nên cầu nơi pháp tánh của xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra. Chẳng nên lìa pháp tánh của thân giới mà cầu, chẳng nên lìa pháp tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra mà cầu. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh của thân giới, hoặc pháp tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, hoặc lìa pháp tánh của thân giới, hoặc lìa pháp tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, hoặc Đại Bồ Tát, hoặc Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc cầu tất cả các thứ ấy đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng gọi là vô tướng. Vì sao? Kiểu thi ca,
Vì bát nhã ba la mật đa mà đại bồ tát tu hành, chẳng phải pháp tánh của thân giới, chẳng phải pháp tánh của xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải lìa pháp tánh của thân giới, chẳng phải lìa pháp tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì tất cả các thứ ấy đều không có tánh sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, nên bát nhã ba la mật đa mà đại bồ tát tu hành, chẳng phải pháp tánh của thân giới, chẳng phải pháp tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải lìa pháp tánh của thân giới, chẳng phải lìa pháp tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra. Vì vậy nên bát nhã ba la mật đa mà đại bồ tát tu hành, chẳng nên cầu nơi pháp tánh của thân giới, chẳng nên cầu nơi pháp tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, chẳng nên lìa pháp tánh của thân giới mà cầu, chẳng nên lìa pháp tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra mà cầu. Kiểu thi ca, bát nhã ba la mật đa mà đại bồ tát tu hành, chẳng nên cầu nơi pháp tánh của ý giới, chẳng nên cầu nơi pháp tánh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. Chẳng nên lìa pháp tánh của ý giới mà cầu, chẳng nên lìa pháp tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra mà cầu. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh của ý giới, hoặc pháp tánh của pháp giới, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc lìa pháp tánh của ý giới, hoặc lìa pháp tánh của pháp giới, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc đại bồ tát, hoặc bát nhã ba la mật đa, hoặc cầu tất cả các thứ ấy, đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng gọi là vô tướng. Vì sao? Kiều thi ca, vì bát nhã ba la mật đa mà đại bồ tát tu hành, chẳng phải pháp tánh của ý giới, chẳng phải pháp tánh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải lìa pháp tánh của ý giới, chẳng phải lìa pháp tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì tất cả các thứ ấy đều không có tánh sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, nên bát nhã ba la mật đa mà đại bồ tát tu hành, chẳng phải pháp tánh của ý giới, chẳng phải pháp tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải lìa pháp tánh của ý giới, chẳng phải lìa pháp tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. Vì vậy nên bát nhã ba la mật đa mà đại bồ tát tu hành, chẳng nên cầu nơi pháp tánh của ý giới, chẳng nên cầu nơi pháp tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng nên lìa pháp tánh của ý giới mà cầu, chẳng nên lìa pháp tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra mà cầu. Kiểu thi ca, bát nhã ba la mật đa mà đại bồ tát tu hành, chẳng nên cầu nơi pháp tánh của địa giới, chẳng nên cầu nơi pháp tánh của thủy hỏa phong không thức giới, chẳng nên lìa pháp tánh của địa giới mà cầu, chẳng nên lìa pháp tánh của thủy hỏa phong không thức giới mà cầu. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh của địa giới, hoặc pháp tánh của thủy hỏa phong không thức giới, hoặc lìa pháp tánh của địa giới, hoặc lìa pháp tánh của thủy hỏa phong không thức giới, hoặc đại bồ tát, hoặc bát nhã ba la mật đa, hoặc cầu tất cả các thứ ấy đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng gọi là vô tướng. Vì sao? Kiều thi ca, vì bát nhã ba la mật đa mà đại bồ tát tu hành, chẳng phải pháp tánh của địa giới, chẳng phải pháp tánh của thủy hỏa phong không thức giới, chẳng phải lìa pháp tánh của địa giới, chẳng phải lìa pháp tánh của thủy hỏa phong không thức giới. Vì sao? Vì tất cả các thứ ấy đều không có tánh sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, nên bát nhã ba la mật đa mà đại bồ tát tu hành, chẳng phải pháp tánh của địa giới, chẳng phải pháp tánh của thủy hỏa phong không thức giới, chẳng phải lìa pháp tánh của địa giới, chẳng phải lìa pháp tánh của thủy hỏa phong không thức giới. Vì vậy nên bát nhã ba la mật đa mà đại bồ tát tu hành, chẳng nên cầu nơi pháp tánh của địa giới, chẳng nên cầu nơi pháp tánh của thủy hỏa phong không thức giới, chẳng nên lìa pháp tánh của địa giới mà cầu, chẳng nên lìa pháp tánh của thủy hỏa phong không thức giới mà cầu. Kiều thi ca, bát nhã ba la mật đa mà đại bồ tát tu hành, chẳng nên cầu nơi pháp tánh của thánh đế khổ, chẳng nên cầu nơi pháp tánh của thánh đế tập diệt đạo,
chẳng nên lìa pháp tánh của thánh đế khổ mà cầu, chẳng nên lìa pháp tánh của thánh đế tập diệt đạo mà cầu. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh của thánh đế khổ, hoặc pháp tánh của thánh đế tập diệt đạo, hoặc lìa pháp tánh của thánh đế khổ, hoặc lìa pháp tánh của thánh đế tập diệt đạo, hoặc đại bồ tát, hoặc bát nhã ba la mật đa, hoặc cầu tất cả các thứ ấy đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng gọi là vô tướng. Vì sao? Kiểu thi ca, vì bát nhã ba la mật đa mà đại bồ tát tu hành, chẳng phải pháp tánh của thánh đế khổ, chẳng phải pháp tánh của thánh đế tập diệt đạo, chẳng phải lìa pháp tánh của thánh đế khổ, chẳng phải lìa pháp tánh của thánh đế tập diệt đạo. Vì sao? Vì tất cả các thứ ấy đều không có tánh sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, nên bát nhã ba la mật đa mà đại bồ tát tu hành, chẳng phải pháp tánh của thánh đế khổ, chẳng phải pháp tánh của thánh đế tập diệt đạo, chẳng phải lìa pháp tánh của thánh đế khổ, chẳng phải lìa pháp tánh của thánh đế tập diệt đạo. Vì vậy nên bát nhã ba la mật đa mà đại bồ tát tu hành, chẳng nên cầu nơi pháp tánh của thánh đế khổ, chẳng nên cầu nơi pháp tánh của thánh đế tập diệt đạo, chẳng nên lìa pháp tánh của thánh đế khổ mà cầu, chẳng nên lìa pháp tánh của thánh đế tập diệt đạo mà cầu. Kiều thi ca, bát nhã ba la mật đa mà đại bồ tát tu hành, chẳng nên cầu nơi pháp tánh của vô minh, chẳng nên cầu nơi pháp tánh của hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não. Chẳng nên lìa pháp tánh của vô minh mà cầu, chẳng nên lìa pháp tánh của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não mà cầu. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh của vô minh, hoặc pháp tánh của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não, hoặc lìa pháp tánh của vô minh, hoặc lìa pháp tánh của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não, hoặc đại bồ tát, hoặc bát nhã ba la mật đa, hoặc cầu tất cả các thứ ấy đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng gọi là vô tướng. Vì sao? Kiều thi ca, vì bát nhã ba la mật đa mà đại bồ tát tu hành, chẳng phải pháp tánh của vô minh, chẳng phải pháp tánh của hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não. Chẳng phải lìa pháp tánh của vô minh, chẳng phải lìa pháp tánh của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não. Vì sao? Vì tất cả các thứ ấy đều không có tánh sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, nên bát nhã ba la mật đa mà đại bồ tát tu hành, chẳng phải pháp tánh của vô minh, chẳng phải pháp tánh của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não. Chẳng phải lìa pháp tánh của vô minh, chẳng phải lìa pháp tánh của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não. Vì vậy nên bát nhã ba la mật đa mà đại bồ tát tu hành, chẳng nên cầu nơi pháp tánh của vô minh, chẳng nên cầu nơi pháp tánh của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não, chẳng nên lìa pháp tánh của vô minh mà cầu, chẳng nên lìa pháp tánh của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não mà cầu. Kiều thi ca, bát nhã ba la mật đa mà đại bồ tát tu hành, chẳng nên cầu nơi pháp tánh của cái không nội, chẳng nên cầu nơi pháp tánh của cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đột khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh. Chẳng nên lìa pháp tánh của cái không nội mà cầu, chẳng nên lìa pháp tánh của cái không ngoại, cho đến cái không không tánh tự tánh mà cầu. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh của cái không nội, hoặc pháp tánh của cái không ngoại, cho đến cái không không tánh tự tánh, hoặc lìa pháp tánh của cái không nội, hoặc lìa pháp tánh của cái không ngoại, cho đến cái không không tánh tự tánh, hoặc đại bồ tát, hoặc bát nhã ba la mật đa, hoặc cầu tất cả các thứ ấy đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng gọi là vô tướng.
Vì sao? Kiểu thi ca, vì bát nhã ba la mật đa mà đại bồ tát tu hành chẳng phải pháp tánh của cái không nội, chẳng phải pháp tánh của cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh, chẳng phải lìa pháp tánh của cái không nội, chẳng phải lìa pháp tánh của cái không ngoại, cho đến cái không không tánh tự tánh. Vì sao? Vì tất cả các thứ ấy đều không có tánh sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, nên bát nhã ba la mật đa mà đại bồ tát tu hành chẳng phải pháp tánh của cái không nội, chẳng phải pháp tánh của cái không ngoại, cho đến cái không không tánh tự tánh, chẳng phải lìa pháp tánh của cái không nội, chẳng phải lìa pháp tánh của cái không ngoại, cho đến cái không không tánh tự tánh. Vì vậy nên bát nhã ba la mật đa mà đại bồ tát tu hành chẳng nên cầu nơi pháp tánh của cái không nội, chẳng nên cầu nơi pháp tánh của cái không ngoại, cho đến cái không không tánh tự tánh, chẳng nên lìa pháp tánh của cái không nội mà cầu, chẳng nên lìa pháp tánh của cái không ngoại, cho đến cái không không tánh tự tánh mà cầu. Kiểu thi ca, bát nhã ba la mật đa mà đại bồ tát tu hành chẳng nên cầu nơi pháp tánh của chân như, chẳng nên cầu nơi pháp tánh của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi pháp, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. Chẳng nên lìa pháp tánh của chân như mà cầu, chẳng nên lìa pháp tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì mà cầu. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh của chân như, hoặc pháp tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì, hoặc lìa pháp tánh của chân như, hoặc lìa pháp tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì, hoặc đại bồ tát, hoặc bát nhã ba la mật đa, hoặc cầu tất cả các thứ ấy đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng gọi là vô tướng. Vì sao? Kiểu thi ca, vì bát nhã ba la mật đa mà đại bồ tát tu hành chẳng phải pháp tánh của chân như, chẳng phải pháp tánh của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. Chẳng phải lìa pháp tánh của chân như, chẳng phải lìa pháp tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì. Vì sao? Vì tất cả các thứ ấy đều không có tánh sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, nên bát nhã ba la mật đa mà đại bồ tát tu hành chẳng phải pháp tánh của chân như, chẳng phải pháp tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì, chẳng phải lìa pháp tánh của chân như, chẳng phải lìa pháp tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì. Vì vậy nên bát nhã ba la mật đa mà đại bồ tát tu hành chẳng nên cầu nơi pháp tánh của chân như, chẳng nên cầu nơi pháp tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì, chẳng nên lìa pháp tánh của chân như mà cầu, chẳng nên lìa pháp tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì mà cầu. Kiểu thi ca, bát nhã ba la mật đa mà đại bồ tát tu hành chẳng nên cầu nơi pháp tánh của bố thí ba la mật đa, chẳng nên cầu nơi pháp tánh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, chẳng nên lìa pháp tánh của bố thí ba la mật đa mà cầu, chẳng nên lìa pháp tánh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa mà cầu. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh của bố thí ba la mật đa, hoặc pháp tánh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, hoặc lìa pháp tánh của bố thí ba la mật đa, hoặc lìa pháp tánh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, hoặc đại bồ tát, hoặc bát nhã ba la mật đa, hoặc cầu tất cả các thứ ấy đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng gọi là vô tướng. Vì sao? Kiểu thi ca, vì bát nhã ba la mật đa mà đại bồ tát tu hành chẳng phải pháp tánh của bố thí ba la mật đa, chẳng phải pháp tánh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, chẳng phải lìa pháp tánh của bố thí ba la mật đa, chẳng phải lìa pháp tánh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa,
Vì sao? Vì tất cả các thứ ấy đều không có tánh sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng phải pháp tánh của Bố Thí Ba La Mật Đa, chẳng phải pháp tánh của Tịnh Giới, An Nhẫn, Tinh Tấn, Tịnh Lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng phải lìa pháp tánh của Bố Thí Ba La Mật Đa, chẳng phải lìa pháp tánh của Tịnh Giới, An Nhẫn, Tinh Tấn, Tịnh Lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì vậy nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng nên cầu nơi pháp tánh của Bố Thí Ba La Mật Đa, chẳng nên cầu nơi pháp tánh của Tịnh Giới, An Nhẫn, Tinh Tấn, Tịnh Lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng nên lìa pháp tánh của Bố Thí Ba La Mật Đa mà cầu, chẳng nên lìa pháp tánh của Tịnh Giới, An Nhẫn, Tinh Tấn, Tịnh Lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà cầu. Kiều Thi Ca, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng nên cầu nơi pháp tánh của bốn tịnh lự, chẳng nên cầu nơi pháp tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng nên lìa pháp tánh của bốn tịnh lự mà cầu, chẳng nên lìa pháp tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc mà cầu. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh của bốn tịnh lự, hoặc pháp tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc lìa pháp tánh của bốn tịnh lự, hoặc lìa pháp tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc Đại Bồ Tát, hoặc Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc cầu tất cả các thứ ấy, đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng gọi là vô tướng. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng phải pháp tánh của bốn tịnh lự, chẳng phải pháp tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng phải lìa pháp tánh của bốn tịnh lự, chẳng phải lìa pháp tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì sao? Vì tất cả các thứ ấy đều không có tánh sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng phải pháp tánh của bốn tịnh lự, chẳng phải pháp tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng phải lìa pháp tánh của bốn tịnh lự, chẳng phải lìa pháp tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì vậy nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng nên cầu nơi pháp tánh của bốn tịnh lự, chẳng nên cầu nơi pháp tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng nên lìa pháp tánh của bốn tịnh lự mà cầu, chẳng nên lìa pháp tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc mà cầu. Kiểu Thi Ca, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng nên cầu nơi pháp tánh của tám giải thoát, chẳng nên cầu nơi pháp tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, chẳng nên lìa pháp tánh của tám giải thoát mà cầu, chẳng nên lìa pháp tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ mà cầu. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh của tám giải thoát, hoặc pháp tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, hoặc lìa pháp tánh của tám giải thoát, hoặc lìa pháp tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, hoặc Đại Bồ Tát, hoặc Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc cầu tất cả các thứ ấy, đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng gọi là vô tướng. Vì sao? Kiểu Thi Ca, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng phải pháp tánh của tám giải thoát, chẳng phải pháp tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, chẳng phải lìa pháp tánh của tám giải thoát, chẳng phải lìa pháp tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Vì sao? Vì tất cả các thứ ấy đều không có tánh sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng phải pháp tánh của tám giải thoát, chẳng phải pháp tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, chẳng phải lìa pháp tánh của tám giải thoát, chẳng phải lìa pháp tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Vì vậy nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng nên cầu nơi pháp tánh của tám giải thoát, chẳng nên cầu nơi pháp tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, chẳng nên lìa pháp tánh của tám giải thoát mà cầu, chẳng nên lìa pháp tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ mà cầu. Kiều Thi Ca, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng nên cầu nơi pháp tánh của bốn niệm trụ, chẳng nên cầu nơi pháp tánh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, chẳng nên lìa pháp tánh của bốn niệm trụ mà cầu,
chẳng nên lìa pháp tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo mà cầu. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh của bốn niệm trụ, hoặc pháp tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, hoặc lìa pháp tánh của bốn niệm trụ, hoặc lìa pháp tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, hoặc đại bồ tát, hoặc bát nhã ba la mật đa, hoặc cầu tất cả các thứ ấy, đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng gọi là vô tướng. Vì sao? Kiểu thi ca, vì bát nhã ba la mật đa mà đại bồ tát tu hành, chẳng phải pháp tánh của bốn niệm trụ, chẳng phải pháp tánh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, chẳng phải lìa pháp tánh của bốn niệm trụ, chẳng phải lìa pháp tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Vì sao? Vì tất cả các thứ ấy đều không có tánh sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, nên bát nhã ba la mật đa mà đại bồ tát tu hành, chẳng phải pháp tánh của bốn niệm trụ, chẳng phải pháp tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, chẳng phải lìa pháp tánh của bốn niệm trụ, chẳng phải lìa pháp tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Vì vậy nên bát nhã ba la mật đa mà đại bồ tát tu hành, chẳng nên cầu nơi pháp tánh của bốn niệm trụ, chẳng nên cầu nơi pháp tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, chẳng nên lìa pháp tánh của bốn niệm trụ mà cầu, chẳng nên lìa pháp tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo mà cầu. Kiều thi ca, bát nhã ba la mật đa mà đại bồ tát tu hành, chẳng nên cầu nơi pháp tánh của pháp môn giải thoát không, chẳng nên cầu nơi pháp tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chẳng nên lìa pháp tánh của pháp môn giải thoát không mà cầu, chẳng nên lìa pháp tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mà cầu. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh của pháp môn giải thoát không, hoặc pháp tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, hoặc lìa pháp tánh của pháp môn giải thoát không, hoặc lìa pháp tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, hoặc đại bồ tát, hoặc bát nhã ba la mật đa, hoặc cầu tất cả các thứ ấy đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng gọi là vô tướng. Vì sao? Kiều thi ca, vì bát nhã ba la mật đa mà đại bồ tát tu hành, chẳng phải pháp tánh của pháp môn giải thoát không, chẳng phải pháp tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chẳng phải lìa pháp tánh của pháp môn giải thoát không, chẳng phải lìa pháp tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Vì sao? Vì tất cả các thứ ấy đều không có tánh sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, nên bát nhã ba la mật đa mà đại bồ tát tu hành, chẳng phải pháp tánh của pháp môn giải thoát không, chẳng phải pháp tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chẳng phải lìa pháp tánh của pháp môn giải thoát không, chẳng phải lìa pháp tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Vì vậy nên bát nhã ba la mật đa mà đại bồ tát tu hành, chẳng nên cầu nơi pháp tánh của pháp môn giải thoát không, chẳng nên cầu nơi pháp tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chẳng nên lìa pháp tánh của pháp môn giải thoát không mà cầu, chẳng nên lìa pháp tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mà cầu. Kiểu thi ca, bát nhã ba la mật đa mà đại bồ tát tu hành, chẳng nên cầu nơi pháp tánh của năm loại mắt, chẳng nên cầu nơi pháp tánh của sáu phép thần thông, chẳng nên lìa pháp tánh của năm loại mắt mà cầu, chẳng nên lìa pháp tánh của sáu phép thần thông mà cầu. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh của năm loại mắt, hoặc pháp tánh của sáu phép thần thông, hoặc lìa pháp tánh của năm loại mắt, hoặc lìa pháp tánh của sáu phép thần thông, hoặc đại bồ tát, hoặc bát nhã ba la mật đa, hoặc cầu tất cả các thứ ấy đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng gọi là vô tướng. Vì sao? Kiểu thi ca, vì bát nhã ba la mật đa mà đại bồ tát tu hành, chẳng phải pháp tánh của năm loại mắt, chẳng phải pháp tánh của sáu phép thần thông, chẳng phải lìa pháp tánh của năm loại mắt, chẳng phải lìa pháp tánh của sáu phép thần thông. Vì sao? Vì tất cả các thứ ấy đều không có tánh sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, nên bát nhã ba la mật đa mà đại bồ tát tu hành, chẳng phải pháp tánh của năm loại mắt, chẳng phải pháp tánh của sáu phép thần thông, chẳng phải lìa pháp tánh của năm loại mắt, chẳng phải lìa pháp tánh của sáu phép thần thông,
Vì vậy nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành chẳng nên cầu nơi pháp tánh của năm loại mắt, chẳng nên cầu nơi pháp tánh của sáu phép thần thông, chẳng nên lìa pháp tánh của năm loại mắt mà cầu, chẳng nên lìa pháp tánh của sáu phép thần thông mà cầu. Kiểu thi ca, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành chẳng nên cầu nơi pháp tánh của 10 lực Phật, chẳng nên cầu nơi pháp tánh của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, 18 pháp Phật bất cộng, chẳng nên lìa pháp tánh của 10 lực Phật mà cầu, chẳng nên lìa pháp tánh của 4 điều không sợ, cho đến 18 pháp Phật bất cộng mà cầu. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh của 10 lực Phật, hoặc pháp tánh của 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, hoặc lìa pháp tánh của 10 lực Phật, hoặc lìa pháp tánh của 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, hoặc Đại Bồ Tát, hoặc Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc cầu tất cả các thứ ấy đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng gọi là vô tướng. Vì sao? Kiểu thi ca, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành chẳng phải pháp tánh của 10 lực Phật, chẳng phải pháp tánh của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, 18 pháp Phật bất cộng, chẳng phải lìa pháp tánh của 10 lực Phật, chẳng phải lìa pháp tánh của 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Vì sao? Vì tất cả các thứ ấy đều không có tánh sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng phải pháp tánh của 10 lực Phật, chẳng phải pháp tánh của 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, chẳng phải lìa pháp tánh của 10 lực Phật, chẳng phải lìa pháp tánh của 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Vì vậy, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành chẳng nên cầu nơi pháp tánh của 10 lực Phật, chẳng nên cầu nơi pháp tánh của 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, chẳng nên lìa pháp tánh của 10 lực Phật mà cầu, chẳng nên lìa pháp tánh của 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng mà cầu. Kiểu thi ca, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành chẳng nên cầu nơi pháp tánh của pháp không quên mất, chẳng nên cầu nơi pháp tánh của tánh luôn luôn xả, chẳng nên lìa pháp tánh của pháp không quên mất mà cầu, chẳng nên lìa pháp tánh của tánh luôn luôn xả mà cầu. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh của pháp không quên mất, hoặc pháp tánh của tánh luôn luôn xả, hoặc lìa pháp tánh của pháp không quên mất, hoặc lìa pháp tánh của tánh luôn luôn xả, hoặc Đại Bồ Tát, hoặc Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc cầu tất cả các thứ ấy đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng gọi là vô tướng. Vì sao? Kiểu thi ca, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành chẳng phải pháp tánh của pháp không quên mất, chẳng phải pháp tánh của tánh luôn luôn xả, chẳng phải lìa pháp tánh của pháp không quên mất, chẳng phải lìa pháp tánh của tánh luôn luôn xả. Vì sao? Vì tất cả các thứ ấy đều không có tánh sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành chẳng phải pháp tánh của pháp không quên mất, chẳng phải pháp tánh của tánh luôn luôn xả, chẳng phải lìa pháp tánh của pháp không quên mất, chẳng phải lìa pháp tánh của tánh luôn luôn xả. Vì vậy nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành chẳng nên cầu nơi pháp tánh của pháp không quên mất, chẳng nên cầu nơi pháp tánh của tánh luôn luôn xả, chẳng nên lìa pháp tánh của pháp không quên mất mà cầu, chẳng nên lìa pháp tánh của tánh luôn luôn xả mà cầu. Kiểu thi ca, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành chẳng nên cầu nơi pháp tánh của trí nhất thiết, chẳng nên cầu nơi pháp tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng nên lìa pháp tánh của trí nhất thiết mà cầu, chẳng nên lìa pháp tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà cầu. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh của trí nhất thiết, hoặc pháp tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc lìa pháp tánh của trí nhất thiết, hoặc lìa pháp tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc Đại Bồ Tát, hoặc Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc cầu tất cả các thứ ấy đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng gọi là vô tướng.
Vì sao? Kiều Thi Ca, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành chẳng phải pháp tánh của trí nhất thiết, chẳng phải pháp tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng phải lìa pháp tánh của trí nhất thiết, chẳng phải lìa pháp tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì sao? Vì tất cả các thứ ấy đều không có tánh sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành chẳng phải pháp tánh của trí nhất thiết, chẳng phải pháp tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng phải lìa pháp tánh của trí nhất thiết, chẳng phải lìa pháp tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì vậy nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành chẳng nên cầu nơi pháp tánh của trí nhất thiết, chẳng nên cầu nơi pháp tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng nên lìa pháp tánh của trí nhất thiết mà cầu, chẳng nên lìa pháp tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà cầu. Kiều Thi Ca, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành chẳng nên cầu nơi pháp tánh của tất cả pháp môn Đà La Ni, chẳng nên cầu nơi pháp tánh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa, chẳng nên lìa pháp tánh của tất cả pháp môn Đà La Ni mà cầu, chẳng nên lìa pháp tánh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa mà cầu. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh của tất cả pháp môn Đà La Ni, hoặc pháp tánh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa, hoặc lìa pháp tánh của tất cả pháp môn Đà La Ni, hoặc lìa pháp tánh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa, hoặc Đại Bồ Tát, hoặc Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc cầu tất cả thứ ấy, đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng gọi là vô tướng. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành chẳng phải pháp tánh của tất cả pháp môn Đà La Ni, chẳng phải pháp tánh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa, chẳng phải lìa pháp tánh của tất cả pháp môn Đà La Ni, chẳng phải lìa pháp tánh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Vì sao? Vì tất cả các thứ ấy đều không có tánh sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành chẳng phải pháp tánh của tất cả pháp môn Đà La Ni, chẳng phải pháp tánh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa, chẳng phải lìa pháp tánh của tất cả pháp môn Đà La Ni, chẳng phải lìa pháp tánh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Vì vậy nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành chẳng nên cầu nơi pháp tánh của tất cả pháp môn Đà La Ni, chẳng nên cầu nơi pháp tánh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa, chẳng nên lìa pháp tánh của tất cả pháp môn Đà La Ni mà cầu, chẳng nên lìa pháp tánh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa mà cầu. Kiều Thi Ca, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành chẳng nên cầu nơi pháp tánh của Dự Lưu, chẳng nên cầu nơi pháp tánh của Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán, chẳng nên lìa pháp tánh của Dự Lưu mà cầu, chẳng nên lìa pháp tánh của Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán mà cầu. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh của Dự Lưu, hoặc pháp tánh của Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán, hoặc lìa pháp tánh của Dự Lưu, hoặc lìa pháp tánh của Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán, hoặc Đại Bồ Tát, hoặc Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc cầu tất cả thứ ấy, đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng gọi là vô tướng. Vì sao? Kiểu Thi Ca, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành chẳng phải pháp tánh của Dự Lưu, chẳng phải pháp tánh của Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán, chẳng phải lìa pháp tánh của Dự Lưu, chẳng phải lìa pháp tánh của Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán. Vì sao? Vì tất cả các thứ ấy đều không có tánh sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành chẳng phải pháp tánh của Dự Lưu, chẳng phải pháp tánh của Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán, chẳng phải lìa pháp tánh của Dự Lưu, chẳng phải lìa pháp tánh của Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán. Vì vậy nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành chẳng nên cầu nơi pháp tánh của Dự Lưu, chẳng nên cầu nơi pháp tánh của Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán, chẳng nên lìa pháp tánh của Dự Lưu mà cầu, chẳng nên lìa pháp tánh của Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán mà cầu. Kiểu Thi Ca, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành chẳng nên cầu nơi pháp tánh của Dự Lưu Hướng Dự Lưu Quả,
chẳng nên cầu nơi pháp tánh của Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, Bất Hoàn hướng Bất Hoàn quả, A La Hán hướng A La Hán quả, chẳng nên lìa pháp tánh của Dự Lưu hướng Dự Lưu quả mà cầu, chẳng nên lìa pháp tánh của Nhất Lai hướng cho đến A La Hán quả mà cầu. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh của Dự Lưu hướng Dự Lưu quả, hoặc pháp tánh của Nhất Lai hướng cho đến A La Hán quả, hoặc lìa pháp tánh của Dự Lưu hướng Dự Lưu quả, hoặc lìa pháp tánh của Nhất Lai hướng cho đến A La Hán quả, hoặc Đại Bồ Tát, hoặc Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc cầu tất cả thứ ấy đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng gọi là vô tướng. Vì sao? Kiểu thi ca, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng phải pháp tánh của Dự Lưu hướng Dự Lưu quả, chẳng phải pháp tánh của Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, Bất Hoàn hướng Bất Hoàn quả, A La Hán hướng A La Hán quả, chẳng phải lìa pháp tánh của Dự Lưu hướng Dự Lưu quả, chẳng phải lìa pháp tánh của Nhất Lai hướng cho đến A La Hán quả. Vì sao? Vì tất cả các thứ ấy đều không có tánh sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng phải pháp tánh của Dự Lưu hướng Dự Lưu quả, chẳng phải pháp tánh của Nhất Lai hướng cho đến A La Hán quả, chẳng phải lìa pháp tánh của Dự Lưu hướng Dự Lưu quả, chẳng phải lìa pháp tánh của Nhất Lai hướng cho đến A La Hán quả. Vì vậy nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng nên cầu nơi pháp tánh của Dự Lưu hướng Dự Lưu quả, chẳng nên cầu nơi pháp tánh của Nhất Lai hướng cho đến A La Hán quả, chẳng nên lìa pháp tánh của Dự Lưu hướng Dự Lưu quả mà cầu, chẳng nên lìa pháp tánh của Nhất Lai hướng cho đến A La Hán quả mà cầu. Hết quyển thứ 97.